hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuận đầu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ hai đầu tuần rồi. Thì trước hết, đó, tôi hy vọng các bạn đã có một cuối tuần vui vẻ. Và Thuận cũng đã trở lại rồi các bạn. Chúng ta cũng đã có webcam trở lại. Và mỗi Chủ nhật đó, thì chúng ta cùng nhau xem coi là trong tuần này sẽ có những sự kiện gì lớn. Cũng như là những cái thông tin ở bậc cuối tuần. Và đương nhiên ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo. Câu giá cổ chúng ta đã cùng tạo ra cách đây hơn 2 năm. Và Thuận cũng sẽ chia sẻ danh mục đầu tư của Thuận bây giờ như thế nào. Nhưng mà trước hết đó, thì chúng ta nhìn thấy được là giá của Bitcoin cách đây khoảng chừng là 2 tiếng đồng hồ đó đã tăng lên tới mức là khoảng chừng 64.000 đô các bạn. Hiện bây giờ đã hồi trở lại cái mức là khoảng 63.172 đô. Nói chung cái mức này là cái mức mà chúng ta cũng đã thấy cả cuối tuần qua rồi. Không có gì thay đổi nhiều. Nhưng mà tại sao lại có một cái sự dao động như vậy cách đây 2 tiếng đồng hồ thì dễ hiểu đó chính là chúng ta đã có thị trường futures ở Hoa Kỳ mở cửa rồi các bạn đó chính là lúc 3 giờ chiều tại cửa Liên, nghĩa là 5 giờ sáng tại Việt Nam thì các bạn cũng nhìn thấy ngay bây giờ đó thì cả ba chỉ số futures đều đang xanh nhẹ chúng ta có chỉ số Nasdaq futures thì tăng 0.17% chúng ta có hai chỉ số còn lại đó không thể nói nhiều các bạn chỉ số S&P 500 futures tăng 0.08 và Dow futures thì tăng 0.02 nói chung là sau khi chúng ta có một cái sự tăng trưởng vào tuần vừa rồi sau khi mà Fed công bố lãi suất đó các bạn đã thấy cho tới bây giờ có thể nói là phần lớn những nhà đầu tư thì cũng đã có lòng tin đối với Fed các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết là chủ tịch John Powell chia sẻ là ông nghĩ chúng ta vẫn sẽ có hạ cánh mềm không có suy thoái tài chính có hay không đó chúng ta phải chờ khoảng chừng 6 tháng nữa mới biết nhưng mà ít nhất là ngay bây giờ các bạn sau khi mà chúng ta đã có vài ngày giao dịch thì phần lớn thị trường hiện bây giờ nghiêng về là tin tưởng Chúng ta chọn Powell, nhưng mà chúng ta cũng có rất là nhiều thông tin và sự kiện trong tuần này chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ không thay đổi nhiều các bạn ở mức là 71 đô 15 sen không có gì đáng kể hợp đồng của vàng đó thì ở mức là 2.643 đô rất là cao các bạn nhưng mà cũng không thay đổi nhiều so với là tuần vừa rồi tuần rồi là một tuần mà chúng ta thấy là giá bitcoin hồi phục chúng ta có dầu không thay đổi nhưng mà chúng ta có vàng thì đạt đỉnh mới chúng ta có chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 ở Hoa Kỳ cũng đạt đỉnh mới là một tuần rất là tốt cho thị trường tài chính nói chung và chúng ta cũng nhìn thấy là vốn hóa trên cả thị trường crypto đó thì hiện bây giờ đã gần đến cái mức là 2,3 nghìn tỷ giá của Bitcoin ngày hôm nay đó thì không thay đổi nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung đó thì các bạn thấy vốn hóa hôm nay giảm khoảng chừng 2% Chúng ta có nhiều màu đỏ liên quan tới altcoin trong vòng 24 giờ qua nhưng mà cũng không phải nhiều lắm các bạn, giảm khoảng chừng là 2 tới 4%. Nhưng mà khi chúng ta zoom ra một tuần qua đó thì chúng ta vẫn thấy thị trường phần lớn là một màu xanh. Tuần như rồi là một tuần rất là tốt cho cả Bitcoin, altcoin và thị trường tài chính nói chung. Và chúng ta bây giờ trước hết hãy nhìn vào những cái sự kiện quan trọng trong tuần này và chúng ta có một cái thông tin ngày hôm nay cũng rất thú vị. Cuối cùng thì phó tổng thống Kamala Harris đã có cái lời nói đầu tiên liên quan đến crypto thì bà đã nói gì các bạn chúng ta sẽ nói về chi tiết một lát nữa nhưng mà chúng ta trước hết hãy nhìn vào những cái sự kiện quan trọng trong tuần này và những ngày mà thường nói là những ngày mà ở hoa kỳ các bạn có nghĩa là đi sau ngày việt nam một ngày thì trước hết á, chúng ta cũng đã vừa nói đến là phản ứng thị trường cho thấy là phần lớn nhà đầu tư tin những gì mà chủ tịch John Powell nói từ nhiều rồi hạ cánh mềm nhưng mà vẫn sẽ rất nhạy cảm với các chỉ số kinh tế chúng ta cần thấy những chỉ số kinh tế tốt để tiếp tục lạc quan chỉ số quan trọng nhất tuần này chính là phần trăm lạm phát pce các bạn chúng ta cũng đã biết là mỗi tháng là chúng ta có hai chỉ số phần trăm lạm phát đầu tháng chính là chỉ số phần trăm lạm phát cpi và cuối tháng là pce hai cái này đó đều là chỉ số phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng chỉ là hai cái tính khác nhau mà thôi và đối với lại chủ tịch John Powell thì ông thích PCE hơn là CPI. Đây là cái sở thích cá nhân của thôi các bạn. Cả hai đó thì đều chỉ ra phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng chỉ là hai cách đo lường khác nhau nhưng mà xu hướng nó sẽ giống nhau. Thì Thuận sẽ chia sẻ về cái kỳ vọng của tuần này như thế nào về chỉ số PCE và tuần này đó cũng là một tuần rất là bận rộn tại vì nhiều quan chức của fed các bạn sẽ thấy sẽ thay phiên nhà phát biểu hai tuần qua đó các bạn ít nghe những quan chức của fed phát biểu tại vì sao tại vì trước khi mà có công bố lãi suất đó thì những quan chức của fed không được nói chuyện với công chúng các bạn không được lên trên đài truyền hình để mà chia sẻ bất cứ cái gì nó gọi là thời gian blackout trước ngày công bố lãi suất thì chúng ta bây giờ đó hãy nói tới ngày mai tại hoa kỳ đi chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì chúng ta có chủ tịch Fed ở khu vực Atlanta các bạn đó chính là Raphael Bostic sẽ phát biểu. Chúng ta có chủ tịch Fed ở khu vực Chicago là Austin Goosby sẽ phát biểu. Chúng ta có chủ tịch Fed tại khu vực Minneapolis, New Cascari sẽ phát biểu. Chúng ta có chỉ số S&P flash pmi cho dịch vụ và sản xuất đây là cái ước tính sơ bộ chỉ số nhập hàng các công ty các bạn khi mà các bạn nhìn thấy pmi đó thì thường đây là những cái chỉ số họ xem coi là những cái người mà phụ trách cái việc là nhập hàng của những công ty thì họ có nhập nhiều hàng hay là không đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là sản xuất và dịch vụ đó hiện bây giờ như thế nào trong nền kinh tế nếu như mà nhập hàng nhiều có nghĩa là nền kinh tế vẫn ổn nếu như chúng ta thấy cái tốc độ nhập hàng giảm đi thì là một cái dấu hiệu không tốt và chúng ta cũng có thông báo lãi suất ngân hàng của mương ở Úc sẽ vào ngày mai tại Hoa Kỳ ngày thứ hai và ngày thứ ba tại Hoa Kỳ đó ngày 24 tháng 9 chúng ta có thống đốc Fed đó chính là Michelle Bowman sẽ phát biểu. Chúng ta có chỉ số giá nhà S&P k shiller Đây là chỉ số giá nhà cho 20 thành phố lớn các bạn. Chúng ta xem coi là giá nhà như thế nào. Một trong những điều và chúng ta muốn xem coi đó là khi mà fed bắt đầu giảm lãi suất như là đã làm tuần vừa rồi thì uh, chúng ta cũng sẽ thấy là cái lãi suất nhà cũng sẽ có, có xu hướng giảm đương nhiên này, lãi suất nhà thường sẽ đi trước thông tin cho bạn có nghĩa là nếu như mà thị trường nghĩ là fed giảm đại xuất, thì, uh, lãi suất thì lãi suất mua nhà hoa kỳ sẽ giảm trước cho nên tuần vừa rồi khi mà có thông tin uh, thì nó điều chỉnh lên một chút xíu nhưng mà chúng ta muốn xem coi là nó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại giá nhà Tại vì cái mà nhiều người quan tâm đó không những là chỉ riêng liên quan tới suy thoái tài chính mà nhiều người quan tâm tới là phép giảm lãi suất có dẫn đến là làm phát lại tăng trở lại hay là không. Điều này đã từng xảy ra các bạn, tôi nhớ là hồi năm 1980 đã từng xảy ra sau khi mà Fed giảm lãi suất thì khoảng chừng một năm sau đó phần trăm lạm phát lại tăng mạnh trở lại khiến cho Fed một lần nữa lại tăng lãi suất đó là một cái điều mà cực kỳ tệ cho thị trường các bạn các bạn có nghĩ đi mỗi lần mà chúng ta chuyển hướng từ tăng lãi suất về giảm lãi suất hay là ngược lại thì chúng ta cũng thấy thị trường rất là dao động tại vì thị trường không có thích cái gì mà không chắc chắn nếu như mà chúng ta có cái hiện tượng là bây giờ ta Fed giảm lãi suất dẫn đến làm phát tăng trở lại rồi dẫn đến lại phải tăng lãi suất thì tình hình nó sẽ rất là tệ luôn và chúng ta cũng có chỉ số giá nhà S&P Case nghĩa là chỉ số giá nhà của 20 thành phố lớn xem coi là tình hình giá nhà như thế nào. Chúng ta cũng có chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Một lần nữa, tại sao chúng ta lại quan tâm tới nhiều chỉ số mà trước đây không quan tâm? Tại vì bây giờ thị trường rất là nhạy cảm với những cái tin tức liên quan tới kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày thứ tư tại Hoa Kỳ đó thì chúng ta có báo cáo danh số bán nhà mới cũng như là thống đốc của Fed là Adriana Kukler sẽ phát biểu vào ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 đó, chúng ta sẽ có báo cáo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đây là cái báo cáo mà chúng ta nghe hàng tuần để xem coi là tuần vừa rồi bao nhiêu người vừa thất nghiệp họ báo cáo để mà lãnh lương thất nghiệp và chúng ta cũng có cái chỉ số GDP các bạn đây là cái chỉ số tổng sản lượng quốc nội và đây là cái chỉ số sửa đổi lần hai thì mỗi một quý đó chúng ta sẽ có ba chỉ số GDP chúng ta có chỉ số ban đầu và chúng ta có hai lần sửa đổi thì cái ước tính của sửa đổi lần hai đó là sẽ sửa đổi giảm xuống là hai phần trước đó là 3.0 nói chung thì sẽ yếu một chút các bạn nhưng mà vẫn cao hơn nhiều so với lại quý một là 1 là 1.4 và ngày thứ năm cùng ngày đó chúng ta có một loạt những quan chức của Fed phát biểu chúng ta có chủ tịch của Fed là John Powell sẽ phát biểu cái lễ khai mạc rồi sau đó chúng ta có một loạt những cái quan chức của Fed như là thống đốc cục dự trữ liên bang Adriana Kugler và chủ tịch Fed ở khu vực Boston là Susan Collins chúng ta có thống đốc Fed Michelle Bowman Chúng ta có chủ tịch Fed ở khu vực New York, đó chính là John Williams. Chúng ta có phó chủ tịch giám sát của Fed là Michael Barr, cũng như là thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, cùng với lại chủ tịch Fed khu vực Minneapolis, đó chính là Neil Kaskari, phát biểu cùng phó chủ tịch giám sát của Fed là Michelle Barr. Nói chung đây là một ngày mà sẽ có rất nhiều quan chức của Fed phát biểu. Đương nhiên nó không phải là cái gì họ nói cũng liên quan tới lãi suất hay nền kinh tế. Khi nào mà có thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn. Tại vì có nhiều khi họ chỉ nói về tình hình ngân hàng về những cái quy định mà thôi cũng không liên quan trực tiếp đến crypto. Nhưng mà nếu có cái gì đó mà thường cảm thấy quan trọng thì chia sẻ với các bạn. Và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ có cái thông tin lớn nhất mà nhiều người chờ đợi đó chính là dữ liệu lạm phát PCE. Thì chúng ta cũng đã biết là chỉ số CPI PCE đó thì đây hai chỉ số đo lượng hàng tiêu dùng. Tuy là hai cái khác nhau nhưng mà cái xu hướng đó thì nó giống nhau các bạn và dữ liệu lạm phát PCE ước tính là 2.2% chúng ta đã trở về gần 2% rồi các bạn. Cái mức mà Fed mong muốn và trước đó là 2.5. À, thì các bạn cũng đã thấy là chỉ số CPI đã cũng đã giảm thì chúng ta cũng có lòng tin là chỉ số PCE cũng sẽ giảm như mong đợi nhưng mà phải chờ tháng 6 mới biết được. Và chúng ta cũng thấy là dữ liệu lạm phát core PCE nghĩa là không tính năng lượng mà thực phẩm đó thì ước tính ở mức là 2.7% và trước đó là 2.6. Điều thú vị là core CPI đã không thay đổi nhưng mà core PCE thì lại ước tính cao hơn một chút các bạn, cao hơn 0.1% không đáng kể. Nhưng mà đây cũng là cái xu hướng tương tự như là CPI khác chút xíu mà thôi các bạn tại vì CPI đó thì khô giữ nguyên PC đây thì ước tính bây giờ là cao hơn một chút. Chúng ta cũng có chỉ số tâm lý người tiêu dùng và thống đốc của Fed Michelle Bowman cũng sẽ phát biểu vào ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Các bạn thấy một tuần đầy sôi động luôn. Và ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ đó ngày 29 tháng 9 thì chúng ta sẽ có thông tin là CG được trả tự do. <laughs> Cuối cùng thì CG cũng đã ra tù được các bạn sau 4 tháng. Và có một cái sự kiện nữa Nó mang tính cá nhân hơn Nhưng mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn là thứ bảy tuần sau đó Chính là ngày sinh nhật của con của Thuận các bạn Oliver Lâm cuối cùng đó thì cũng đã được 2 tuổi thì các bạn cũng đang nhớ đó là khi mà Oliver ra đời đó thì lúc đó giá Bitcoin là 19.200 đô ngày 28 tháng 9 năm 2022 và lúc mà sinh nhật 1 tuổi đó thì các bạn thấy được là lúc đó là ngày 28 tháng 9 năm 2023 thì lúc đó giá Bitcoin đã tăng lên tới mức là 27.046 rồi và năm nay đây các bạn nghĩ giá sẽ là bao nhiêu thì bây giờ đó đã là 63.000 rồi các bạn hãy comment ở bên dưới thì các bạn đã thấy là mới đây thôi mà con của Thuận đã, đã gần 2 tuổi rồi. Thứ bảy tuần sau đã là 2 tuổi, 2 năm, trôi qua rất là nhanh. Các bạn cũng đã biết là Thuận rất là ít khi nào mà chia sẻ về cái gì liên quan đến cá nhân. Tại vì cái gì mà nó không liên quan đến tình hình kinh tế hay là tài chính hay là crypto đó Thuận sẽ không có muốn chia sẻ nhiều trên kênh này. Nhưng mà cái mà Thuận muốn cho các bạn thấy được là 2 năm. Khi mà chúng ta nói tới 2 năm sau đó thì nghe có vẻ rất là xa các bạn. Nhưng mà 2 năm trôi qua rất là lẹ. Và cái này nó liên quan đến đầu tư. Cho dù các bạn làm gì hay là không làm gì đó thì thời gian cũng sẽ vẫn trôi qua các bạn. Hai năm qua các bạn không đầu tư đó thì hai năm vẫn trôi qua. Nhưng mà hai năm trước các bạn đầu tư vào Bitcoin đó thì ở mức là 19.200 đô. Ngay bây giờ đã là mức là 63.000 đô rồi các bạn. Khi mà chúng ta nói tới đầu tư dài hạn thì nhiều bạn nghe rất là nản. Wow đầu tư dài hạn phải chờ tới mấy năm lần. Đúng là như vậy các bạn nhưng mà nó nhanh hơn các bạn nghĩ. Hai năm vẫn sẽ trôi qua cho dù các bạn không làm gì hay là 2 năm vẫn sẽ trôi qua nếu các bạn làm gì thời gian nó sẽ không đợi một ai hết và đầu tư dài hạn nó không có lâu như các bạn nghĩ chớp mắt thôi đó thì cái kênh này đã tồn tại 7 năm rồi các bạn. Chúng ta đã trải qua hai mùa đông crypto, chúng ta đã trải qua ba cái đợt tăng trưởng của BTC, ba mùa rồi các bạn, thật là nhanh luôn. Và trong khoảng thời gian đó chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là sự kiện, các bạn biết bao nhiêu là thông tin phết. Mỗi lần mà giá tăng cao đó thì uh, các bạn thấy là không có ai nghĩ là sẽ có một cái đợt điều chỉnh. Mỗi lần mà giá giảm mạnh đó, thì uh, lại có nhiều thông tin xấu. Nhiều người nói nói kia các bạn khiến cho nhiều bạn đã không có dám đầu tư. Và chúng ta cũng thấy là trong vòng 7 năm qua đó giá lên cao cũng xuống rất là mạnh. Nhưng mà cái mà quan trọng đó chính là zoom ra đầu tư dài hạn. Khi mà các bạn nhìn ngắn hạn đó thì uh, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là khó đoán, nó giống như là lên xuống rất là bất thường và có rất là nhiều những cái tiếng ồn ào. Khi mà các bạn nhìn thông tin ngắn hạn hay là các bạn nhìn vào biểu đồ ngắn hạn, khi mà zoom ra các bạn mới thật sự thấy rõ hơn xu hướng là như thế nào. Và chúng ta cũng đã tạo một cái account demo ở trên CoinGecko đó để cùng nhau chung mình giá tại vì đó là một cách mà cho các bạn có một cái tâm lý vững hơn khi mà đầu tư dài hạn. Chúng ta sẽ cùng nhau xem coi kết quả của tuần này như thế nào. Ở cái phần cuối của video nhưng mà chúng ta cũng đã thấy đó là ngày hôm nay đã là ngày 22 tháng 9 rồi, chúng ta chỉ còn 8 ngày nữa thôi là kết thúc September các bạn. Có thể nói đó là ngay bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng là 6.37%, rất là tốt luôn các bạn. Khi mà nhìn vào lịch sử đó thì các bạn có thể thấy là nếu như mà Bitcoin kết thúc cuối tháng này ở cái mức hiện tại thì có thể nói là cực kỳ tốt luôn, đó sẽ là cái tháng 9 tốt nhất trong lịch sử của Bitcoin mà chúng ta biết tại vì đương nhiên các bạn thấy được là tăng 6% không phải là nhiều như là chúng ta nói tới tháng 5 tăng 11% hay là tháng 3 tăng 16% hay là tháng 2 tăng 43% đương nhiên rồi các bạn nhưng mà chúng ta còn biết tháng 9 là một tháng mà trong lịch sử rất là tệ và tôi nghĩ là những người nào mà theo dõi kênh thì phần lớn cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý về tháng 9 này chúng ta cần vừa qua tháng 9 thì 3 tháng cuối trong lịch sử nó mới là tốt thì chúng ta chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Hy vọng là giá của Bitcoin có thể giữ được cái mức này các bạn. Nhưng mà phần lớn đó, tôi nghĩ là tùy vào tuần sau chúng ta có những cái chỉ số tài chính như thế nào. Tại vì bây giờ đó như thường đã nói là nhiều người họ có lòng tin về những cái gì mà Fed chia sẻ. Tôi nghĩ là các bạn có thể thấy cái sự phản ứng giá cả nó có cái sự tích cực như thế nào. Nhưng mà vẫn còn phải chờ những cái chỉ số tài chính trong tuần này. Chúng ta còn 8 ngày nữa thôi các bạn là chúng ta sẽ kết thúc tháng 9 này rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ vượt qua cái tháng 9 này và thuận cũng sẽ chia sẻ về danh mục đầu tư của thuận nhưng mà trước hết á, thì chúng ta hãy nói tới một số những tin tức lớn ngày hôm nay cuối cùng đó thì chúng ta đã nghe phó tổng thống Kamala Harris nói về crypto các bạn nhưng mà cũng nói chung chung mà thôi đi thuận chia sẻ bà đã nói gì thì phó tổng thống Harris hôm nay lần đầu tiên phát biểu về crypto với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ Chúng tôi sẽ khuyến khích các công nghệ sáng tạo như AI và tài sản kỹ thuật số, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư của chúng tôi. Và hiện bây giờ chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi các bạn, chúng ta không có biết được là ý định của bà là như thế nào, chi tiết ra sao. Tại vì các bạn cũng thấy là thứ nhất, Chủ tịch SEC cũng đã nói những lời tương tự, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đã phải đối đầu với là cái chính sách thù địch của SEC đối với crypto trong vòng 4 năm qua. Thứ nhì nữa đó là Kamala Harris đã là phó tổng thống 4 năm qua và bà cũng không làm gì để mà hỗ trợ thị trường này thì chúng ta có tin nổi hay là không? Đương nhiên thì các bạn có quyền nghi ngờ, các bạn có quyền không tin và nói thật ra thùng cũng không có dám tin đâu các bạn tại vì chúng ta không có biết rõ chi tiết là như thế nào, chúng ta không biết ý định của bà ra sao và cũng chưa có một cái hành động gì cụ thể có thể nói là trong hai ứng cử viên bây giờ đó thì uh, cụ Tổng thống Trump là người mà lớn tiếng ủng hộ nhất chứ không phải là Kamala Harris nhưng mà Thuận thì suy nghĩ đơn giản hơn các bạn đây là một cái kênh về crypto cho nên Thuận sẽ chia sẻ về góc cạnh trong crypto mà thôi như thương vừa chia sẻ nếu như mà các bạn hỏi trong cả hai người thì ai là người ủng hộ crypto mạnh mẽ nhất thì chắc chắn là cụ thống Trump rồi các bạn cái đó là không có gì bạn cãi hết rất có lòng tin là cụ Tổng thống Trump sẽ đắc cử vào tháng 11 này và các bạn hy vọng đó là sự thật Mỗi bạn nó sẽ có quyền có lòng tin và ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào mà các bạn thích Nhưng mà lòng tin và hy vọng nó, nó khác với chắc chắn các bạn Chúng ta thật sự là không chắc chắn được tháng 11 này sẽ ra sao Và thậm chí mà chúng ta các bạn ngay cả cụ thống Trump đó, Thì ông cũng đã nói là nếu như mà ông không thành công đắc cử vào tháng 11 này ra thì ông sẽ không có trở ra để mà ứng cử một lần nữa. Thì cá mình thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta chưa có chắc chắn cái gì hết. Thì bây giờ đó đương nhiên là về crypto, thị trường nghiêng về cựu thống Donald Trump, cái này là không gì bàn cãi các bạn. Nhưng mà đối với lại phó tổng thống Kamala Harris đó, thì chưa bao giờ nói gì về crypto. Hôm nay đó những gì mà bà nói thì cũng chung chung mà thôi, chúng ta cũng không biết là bà nói như vậy đó nghĩa là gì, nhưng mà ít nhất nó cũng không có tiêu cực. Thì coi như đây cũng là một cái thông tin tích cực cho cuối tuần này. Và sự thật đó để có luật crypto tốt ở Hoa Kỳ thì chúng ta cần sự ủng hộ từ lưỡng đảng. Đó là cái sự nỗ lực hiện bây giờ mà những công ty như là Bitwise hay là Coinbase đang làm các bạn để mà thu hút những cái nhà lập pháp phân lớn nghiêng về thị trường này. Tổng thống đó thì đương nhiên quan trọng các bạn, tại vì tổng thống có thể ảnh hưởng đến ai là chủ tịch kế tiếp của SEC và có quyền phủ quyết. Nhưng mà các bạn thấy được là cái luật đó thì phải được ra từ quốc hội Nếu như mà luật không thể vượt qua quốc hội Nó cũng sẽ không thể đến tay của tổng thống Cho dù đó là tổng thống Donald Trump Thì chúng ta cũng cần phải có sự ủng hộ từ lưỡng đảng Cho dù là các bạn giấy đảng này hay là thích đảng kia Đó là quyền của mỗi một bạn Nhưng mà chúng ta cũng không thể thay đổi được cái sự thật đó Và đối thuận đó thì về phương diện crypto Càng có nhiều nhà lập pháp ủng hộ thị trường này càng tốt Chúng ta còn một số thông tin nữa cũng rất là thú vị cuối tuần này các bạn. Chúng ta có cái người đứng đầu của ngân hàng Standard Charter về tài sản kỹ thuật số. Đó chính là GF Kendrick. Thì ông đã nói là Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô cho dù ai là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Đây là cái quan điểm mà cũng đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi các bạn. Cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến giá của những tài sản. Và chúng ta nói đó là bao gồm luôn cả Bitcoin. Không phải là ai là tổng thống các bạn mà cái mà ảnh hưởng trực tiếp tính giá tài sản đó chính là chính sách chi tiêu của Hoa Kỳ ngày lại càng nhiều hơn nhiều hơn các bạn thâm hụt ngân sách dẫn đến là phải in thêm tiền đó là cái yếu tố dẫn đến những tài sản tăng giá và các bạn có thể thích người này người kia nhưng mà cái mà các bạn có thể thấy được là tất cả những cái đề xuất được đưa ra đều cần phải dùng tiền hết và Thuận cũng không có nói đến là chi tiêu nhiều là đúng hay là sai hay là thâm hụt ngân sách là đúng hay là sai nó đã có trước khi Thuận ra đời các bạn và nó cũng có thể là sẽ tiếp tục sau khi mà Thuận rời khỏi cái thế gian này Thuận chỉ có thể nói với các bạn nó sẽ dẫn đến lạm phát mà thôi. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Sự khác biệt đó của hai ứng cử viên là tiền dùng cho việc nào. Tôi không nói là tiền dùng gì là đúng hay sai các bạn. Đó không phải là cái mà chúng ta quan tâm ở trên cái channel này. Cái mà tôi muốn nói với các bạn đó là cho dù các bạn nghĩ là tiền dùng gì mới đúng, dùng gì là sai. Nhưng mà cuối cùng là tiền vẫn phải được in ra. Tại vì chính phủ Hoa Kỳ đang thâm hụt ngân sách các bạn. Và chúng ta không thấy có bất cứ một đề xuất nào có thể giảm cái sự thâm hụt ngân sách đó. Cho dù ai là tổng thống kế tiếp cho nên nhìn chung đó, thì vài dài hạn thường đồng ý với quan điểm này đến từ standard charter và chúng ta cũng có giám đốc đầu tư của Bitwise chia sẻ biểu đồ bên dưới và nói với các nhà tư vấn đầu tư tại hội nghị Barron's Top 100 Summit là nhiều người nhìn vào biểu đồ này và nói nếu có thể đầu tư đó tôi sẽ all in các bạn. Và cái biểu đồ được chia sẻ bởi Bitwise đó chính là cái biểu đồ các bạn đã nhìn thấy. Đây là một biểu đồ mà các bạn thấy là nó cứ tăng trưởng và ngày càng tăng tốc đó thì nhìn vào ai mà không ham các bạn là sẽ muốn all in ngay. Nhưng mà đây là cái biểu đồ nợ công của Hoa Kỳ được chia sẻ bởi giám đốc đầu tư của Bitwise. Và ông nói là thật ra chúng ta có thể đầu tư vào biểu đồ này bằng cách là đầu tư vào Bitcoin. Tại vì Bitcoin là chính sách bảo hiểm tối thượng chống lại việc chính phủ Hoa Kỳ lạm phát, gánh nợ quá nhiều và làm mất giá đồng đô la. Bitcoin là tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử gần đây. Cho nên nếu như mà các bạn tin biểu đồ này đã sẽ tiếp tục tiến tới và ngày càng tăng tốc lên thì cái sự lựa chọn của Bitwise đó chính là Bitcoin. Và đương nhiên họ chia sẻ cái này với những cái tổ chức đầu tư của các bạn tại vì họ muốn có nhiều những cái tổ chức tư vấn đầu tư đầu tư vào Bitcoin ETF hơn và Bitwise là một trong những công ty mà phát hành Bitcoin spot ETF Họ kiếm tiền nhờ vào cái số lượng tiền họ quản lý tại vì họ lấy phần trăm của cái số đó Càng nhiều càng tốt và chúng ta cũng có cái sự chia sẻ đến từ Lê Phiên Một lần nữa chúng ta thấy Lê Phiên xuất hiện ở trên TV các bạn Và Lê Phiên là CEO của BlackRock là công ty đầu tư lớn nhất trên thế giới Và ông rất là mạnh miệng về ủng hộ Bitcoin hiện bây giờ các bạn Thường upload lộn cái video mà không có phủ đề Nhưng mà cái được chia sẻ bởi Lê Phiên chính là tôi tin rằng Bitcoin có vai trò trong trên một đầu tư nó là một tài sản có hướng đi riêng thì nếu chúng ta nhìn ngắn hạn như là ngay bây giờ đó thì các bạn sẽ thấy được là có lúc bitcoin đi theo xu hướng vàng có lúc bitcoin đi theo xu hướng của chỉ số Nasdaq như là trong thời gần đây đó thì bitcoin đi theo xu hướng của chỉ số Nasdaq tại Hoa Kỳ chỉ số chứng khoán mà có nhiều cái công ty công nghệ trong đó nhưng mà khi các bạn zoom ra các bạn mới thấy là bitcoin thực sự có một cái lối đi riêng không phải là đi chung với bất cứ tài sản nào về dài hạn có lúc đi chung với vàng có lúc đi chung với lại chứng khoán Tại vì có một số thời gian đó thì chúng ta thấy được là có nhiều đầu tư họ đầu tư vào Bitcoin hay là vàng cùng một lúc và có nhiều đầu tư đó họ đầu tư vào chứng khoán công nghệ và Bitcoin cùng lúc cho nên khi mà có vấn đề gì đó thì họ cùng nhau mua và cùng nhau bán dẫn đến có sự tương quan ngắn hạn nhưng mà sau khi những người đó, đó rời khỏi rồi nhất là khi họ đã bán rồi đó thì các bạn thấy được là những người trong thị trường crypto này vẫn tiếp tục có lòng tin nhất là những đầu tư dài hạn đó họ tiếp tục đầu tư trong khi những người mà mất lòng tin họ rời khỏi dẫn đến giá bitcoin có một cái lối đi riêng về dài hạn và cái này nó rất quan trọng các bạn tại vì một trong những cái lý do tại sao nhiều người đầu tư về bitcoin đó không phải tại vì đây là một loại tiền điện tử họ tin tưởng hay là đây là vàng điện tử hay là tài sản có sự giá trị nhiều người họ đầu tư vào mảng đầu tư đó họ cũng không có lòng tin trực tiếp về mảng đầu tư đó họ có lòng tin về đường giá của mảng đầu tư đó sẽ khác với những tài sản mà họ đang có tạo ra một cái giá trị đa dạng hóa tài sản đó chính là cái sự chia sẻ đến từ Lê Phinh và nói tới blackrock đó thì tôi muốn chia sẻ lại cái thông tin liên quan tới bitcoin etf option của blackrock được duyệt vào ngày thứ sáu thì có thể là nhiều bạn không quan tâm đến việc phê duyệt các sản phẩm quyền chọn option dựa theo bitcoin etf tại vì bạn nói là tôi đâu có đầu tư đâu là tại sao lại quan tâm đến những cái thông tin đó và nó có ý nghĩa gì nhưng mà điều này đã là rất tích cực cho bitcoin trong dài hạn các bạn vượt xa việc chỉ củng cố thêm bitcoin như là một tài sản tài chính hợp pháp và dưới đây đó là ba cái lý do và thật ra đó, cái bài viết này đó là đến từ bitwise các bạn bitwise chia sẻ bài viết dài hơn nhưng mà thường muốn tóm tắt lại để mà chia sẻ với các bạn tại vì có nhiều cái lý do được chia sẻ đó thường cảm thấy nó cũng không có hợp lý hoàn toàn nhưng mà đây là ba cái lý do thứ nhất bitcoin option đây là cái quyền chọn liên quan tới bitcoin các bạn nó khác với lại futures hợp đồng quyền chọn là hợp đồng mà có ngày kết thúc và ngày đó kết thúc rồi đó, thì một là hợp đồng được thực hành hai là bị hủy bỏ chứ nó không giống như là futures và đây là cái hợp đồng dựa trên Bitcoin ETF của BlackRock thì thứ nhất là nó tăng cường tham gia của các tổ chức các bạn tại vì những tổ chức bây giờ đã có thể tham gia đầu tư vào Bitcoin theo nhiều góc cạnh họ có thể mua Bitcoin trực tiếp họ có thể mua Bitcoin ETF và họ có thể mua options việc phê duyệt các quyền chọn trên ETF này cho phép nhiều tổ chức lớn hơn như là quỹ đầu cơ, quỹ hưu trí và các công ty đầu tư tiếp cận với Bitcoin bằng cách sử dụng nhiều chiến lược đầu tư quen thuộc thứ hai là giá các bạn giao dịch quyền chọn cho phép các nhà tham gia thị trường bày tỏ quan điểm về xu hướng giá trong tương lai thông qua cả vị thế long và short có thể nói như thế này các bạn khi mà chúng ta thấy option mà cái giá nó cao hơn nhiều so với giá hiện tại đó có nghĩa là những nhà đầu tư trên thị trường rất là lạc quan về tương lai và nó sẽ có cái sự ảnh hưởng tích cực đối với giá và ngược lại và chúng ta cũng thấy điều tương tự xảy ra đối với chứng khoán. Hãy tưởng tượng thay vì bây giờ đó chúng ta chỉ bàn luận về việc là Bitcoin à mức là bao nhiêu vào năm nào, mọi người có thể đặt vị thế thông qua các hợp đồng quyền chọn. Điều này đã có thể làm cho thị trường Bitcoin ngày càng điên rồ hơn các bạn, ngay cả khi tăng và khi giảm. Cho nên thông vẫn chưa có chắc là khi mà chúng ta thấy phố Wall tham gia vào đó, giá sẽ ổn định hơn đến bây giờ vẫn chưa ổn định các bạn. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là từ khi có bitcoin spot etf tới bây giờ giá vẫn tăng trưởng rất là bất thường. Và thứ ba là đa dạng chiến lược với bitcoin option etf đó, thì các nhà đầu tư giờ đây có thể tương tác với bitcoin theo nhiều cách khác nhau và áp dụng các chiến lược giao dịch đa dạng option đã có trên thị trường khoán bao nhiêu năm rồi các bạn và được áp dụng rất là nhiều. À, có thể là mua bitcoin etf rồi mua put option, có nghĩa là các bạn mua bitcoin etf thì các bạn sợ giảm giá thì các bạn làm gì? Các bạn có thể mua bảo hiểm bảo hiểm đó chính là put option có nghĩa là quyền được bán các bạn mua Bitcoin mức là giả sử như là 63.800 đô ngay thì đến bây giờ các bạn sau khi mua số lớn rồi đó thì các bạn lại sợ vào wow, lỡ nhưng mà giá xuống thì như thế nào thì các bạn sẽ mua một cái put option quyền được bán giả sử như quyền được bán đó là ở mức là 60.000 đô có nghĩa là cho dù Bitcoin giảm mạnh giảm nhanh dưới 60.000 đô bạn vẫn có thể bán được ở mức là 60.000 đô Nó giống như là một cái stop loss các bạn nhưng mà nó khác stop loss một chút stop loss là các bạn phải đợi giá xuống tới cái mức đó rồi các bạn mới bắt đầu là bán ra nhưng mà option thì các bạn mua hợp đồng mà thôi các bạn không nhất thiết là phải thực hành hợp đồng đó nhưng mà các bạn được quyền thực hiện hợp đồng đó nếu như mà nó có lợi cho các bạn và họ có thể mua Bitcoin ETF rồi có thể là tạo ra thu nhập bằng cách là bán những cái call option nghĩa là cái này ngược lại các bạn có lòng tin về giá Bitcoin dài hạn các bạn đang lưu trữ nhiều cổ phần Bitcoin ETF của BlackRock thì làm sao các bạn có lợi nhuận được nó đâu có phải là tài sản tạo ra lợi nhuận đâu nhưng mà các bạn có thể tự tạo lợi nhuận bằng cách là bán những cái call option nghĩa là quyền được mua các bạn nó ngược lại với lại put option thì call option có nghĩa là giả sử như giá bây giờ là 63.700 đô đi thì các bạn nói là ok tôi sẽ bán hợp đồng quyền được mua với cái giá là bao nhiêu đó tùy theo các bạn đặt ra cái giá bao nhiêu ở trên thị trường và quyền được mua này là mức là 80.000 đô thì ai đó mua cái call option này và call option này là sẽ đáo hạn giả sử như là cuối năm nay đi đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 các bạn được quyền mua Bitcoin mức là 80.000 đô. Thì tại sao một ai đó lại mua quyền được mua ở mức là 80.000 đô trong khi họ có thể mua Bitcoin trên thị trường là 63.700 đô. Đơn giản thôi các bạn, tại vì cái mà họ phải chia ra đó chỉ là cái số tiền để mua hợp đồng mà thôi, một phần nhỏ mà thôi và họ sẽ ngồi chờ nếu như mà từ đến cuối năm mà giá Bitcoin tăng lên sử dụng 100.000 đi thì họ vẫn có thể thực hành hợp đồng đó và có thể mua được Bitcoin với cái giá là 80.000 đô. Nếu như mà giá Bitcoin từ đến cuối năm không như mong đợi đó thì họ sẽ hủy hợp đồng đó và họ chỉ mất cái tiền mà họ mua mà thôi. Thì đối với người mà họ có lòng tin dài hạn đó thì họ có thể bán những cái hợp đồng quy được mua này cho người khác và họ sẽ bán mức mà họ nghĩ là chắc là tới đó nó sẽ không đạt cái mức đó đâu cho dù đạt được mức đó thì họ vẫn sẽ có lời giống như trong cái ví dụ thường dự chia sẻ họ bán hợp đồng quyền được mua ở cái mức là 80.000 thì cho dù bitcoin lên 90.000 họ bán 80.000 họ vẫn mất đi 10.000 nhưng mà cái giá đó vẫn cao hơn cái mức hiện tại họ vẫn có lời cộng với lại cái chi phí mà họ thu được từ bản hợp đồng và nếu như mà bitcoin không tăng tới đó đó thì họ sẽ giữ cái chi phí đó đó là cách để mà tạo cái lợi nhuận các bạn sẽ khiến cho nhiều người hứng thú thêm khi mà họ mua bitcoin etf đó là cái sự ảnh hưởng của cái sự kiện này tôi muốn chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn nói chung đó, thì sản phẩm này sẽ khiến cho bitcoin ngày càng phổ biến hơn ở trong phố wall và đương nhiên Bitcoin ngày sẽ càng đi sâu vô thị trường tài chính truyền thống. Chúng ta cũng có cái thông tin là các bạn nhìn thấy đây là cái video tổng thống El Salvador Najib Kelly cũng đã gặp mặt ở Elon Musk các bạn. Thì không biết họ nói gì ngoài việc là đương nhiên họ sẽ nói về AI, họ nói về xe điện Tesla. Đó là cái clip mà Thuận đã xem. Nhưng mà các bạn đã biết tổng thống Najib Kelly là một tổng thống mà tin tưởng như Bitcoin như thế nào mà chúng ta cũng biết là công ty Tesla Công ty SpaceX và bản thân của Elon Musk là một người mà cũng lưu trữ nhiều Bitcoin thì khó để tưởng tượng nếu như mà họ không có nói gì về Bitcoin các bạn. Và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới ngân hàng chứng mương Hàn Quốc trước khi chúng ta nói tới thông tin liên quan tới danh mục đầu tư của thuận và trung minh giá cho tuần này thì ngân hàng chứng mương của Hàn Quốc Bank of Korea sẽ thử nghiệm CBDC vào tháng 12 các bạn cho phép 100.000 người dùng thanh toán tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi bằng token kỹ thuật số. Trong dự án thi điểm này đó, thì uh, ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ phát hành CBDC bán sĩ cho các ngân hàng thương mại. Sau đó các ngân hàng sẽ chuyển đổi thành token cho người tiêu dùng sử dụng tại các cửa hàng. Mục tiêu của cái việc thử nghiệm này đã là đánh giá liệu CBDC có thể cải thiện hoặc là thay thế quy trình giao dịch và thanh toán hiện tại hay là không. Thì các bạn cũng đã biết là cách đây chỉ có hai ngày thôi đó thì ngân hàng trung ương của Canada cũng đã lên tiếng nói là họ sẽ hủy bỏ cái kế hoạch phát hành CBDC cho người dân. Tại vì sao? Thường đã chia sẻ với các bạn rồi. Về việc phát hành token thì ai cũng làm được các bạn, dự án cũng làm được thì nghĩ sao? Một ngân hàng trung ương lại không làm được thì tại sao tính bây giờ sau bao nhiêu năm các bạn chúng ta cũng đã thấy là Trung Quốc đã nghiên cứu biết như năm nay bây giờ vẫn chưa có là sự thật tại sao họ lại không có thể sử dụng CBDC động đẩy được tại vì có rất là nhiều cái vấn đề không phải là về phát hành thông kinh các bạn mà cái vấn đề đó chính là liên quan hệ thống hoạt động như thế nào ở trên blockchain nào như thường đã cho các bạn một cái ví dụ là hai công ty một bên là xuất khẩu mua nhập khẩu thì khi mà công ty ở Hàn Quốc giả sử như là họ cần phải nhập khẩu hàng đi họ nhập khẩu hàng họ phải trả tiền cho công ty của quốc gia khác giả sử như là đó là quốc gia ở Canada thì không lẽ là họ nói với cái công ty bên kia là bây giờ đã hãy tải cái ứng dụng này ừ, ứng dụng này là của ngân hàng Trung mương ở Hàn Quốc rồi phải KYC rồi tạo cái ví rồi sau đó họ sẽ gửi CBDC qua cái ví đó rồi khi mà nhận được rồi đó cái công ty bên kia Canada làm sao họ có thể đổi ra thành tiền Canada được các bạn và những công ty đó họ cũng cần phải trả tiền nhân viên lưu động vốn cho nên rất là khó chúng ta cần phải có một cái giải pháp và thứ nhì nữa đó chính là cái sự quan hệ giữa người dân ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương hiện bây giờ đó người dân không có hoạt động trực tiếp bảy ngàn chăn mương các bạn đâu có ai mà có cái account of fed được các bạn chỉ có ngân hàng mới có cái account of fed mà thôi thì uh, nếu như mà chúng ta có cbdc thì người dân sẽ hoạt động trực tiếp với lại ngân hàng trung ương tại vì đó là tiền số ngàn trung mương phát hành thì ngân hàng đứng chính giữa sẽ ra sao các bạn nên biết ngân hàng chính giữa là một phần cực kỳ quan trọng của nền kinh tế họ là đơn vị mà cho vay và đơn vị mà nhận tiền gửi từ khách hàng nếu như mà chúng ta có thể lưu trữ tiền trực tiếp với ngân hàng trung mương thì đương nhiên nhiều người sẽ lựa chọn cái lựa chọn đó tại vì sao các bạn tại vì ngân hàng trung mương nó sẽ an toàn hơn nếu như mà ngân hàng trung ương mà bị sụp đổ đó thì ngân hàng địa phương cũng sẽ sụp đổ theo luôn. cho nên nếu như mà chúng ta có nhiều CBDC thì người dân sẽ không có gửi tiền cho ngân hàng nữa mà sẽ giữ trực tiếp trong cái ví của ngân hàng trung ương sẽ dẫn đến nền kinh tế sẽ rất là tệ. nói chung đó thì các bạn thấy mạng lưới và các hoạt động mới là vấn đề chứ không phải là tung ra một cái token cái đó rất là dễ rồi các bạn. chúng ta cũng đã thấy là những cái quốc gia như là Venezuela họ đã tung ra cái token của họ rồi sau đó bây giờ họ cũng đã hủy bỏ cái quan rồi vấn đề nằm ở đó và cái mà thường cảm thấy nhiều người đã không có để ý đó chính là FedNow. FedNow là một cái hệ thống mà đã được công bố vào năm nay các bạn và hoạt động rất là âm thầm. Và chúng ta cũng thấy là FedNow là cách bạn có thể di chuyển tiền 24 giờ 7 ngày một tuần. Thì uh, các bạn nghe cũng rất quen thuộc các bạn. Các bạn có biết cái gì có thể di chuyển 24 giờ 7 ngày một tuần hay là không? Đó chính là di chuyển tiền trong blockchain. Nhưng mà FedNow bây giờ họ chỉ nói họ là một cái hệ thống di chuyển tiền mà thôi. Chứ không phải hệ thống di chuyển token gì hết và không phải là một cái CBDC. Nhưng mà cái mà thường Nghị Fed đang làm là họ làm ngược lại, thay vì những ngân hàng bây giờ đó họ nói là đang thí điểm CBDC thì Fed đang thử nghiệm mạng lưới, khi mà mạng lưới đã thành công rồi đó, Fed nào thành công rồi thì họ chỉ cần tung ra token là có thể di chuyển được, có thể là còn nhanh hơn những cái ngân hàng cho bương còn lại, chỉ là họ không muốn công bố điều đó mà thôi. Đó là suy cư thuận các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Và chúng ta có thông tin là Coinbase họ công bố kế hoạch là đưa CBDC lên mạng lưới của Solana. Đây là cái đồng mà thế chấp BTC của Coinbase nó giống như là wrap Bitcoin các bạn Thì cái CBBTC này có nghĩa là các bạn sẽ gửi Bitcoin cho Coinbase Sau đó họ sẽ các bạn một cái token ERC20 trên mạng lưới Ether là CBBTC Thì bạn có thể sử dụng cái token CBBTC này trên mạng lưới của Ethereum Như là một cái token bình thường và có thể là tham gia một DeFi vân vân Thì họ sẽ có token này trên mạng lưới của Solana chứ không phải là chỉ riêng Ethereum các bạn và chúng ta hãy nói tới cái phần trăm bình trong có lời đi thì ở mức uh, 63.500 đô đó thì các bạn thấy phần trăm bình trong có lời bây giờ là 86.3%. Chúng ta đang tăng lên từ từ các bạn nhưng mà vẫn chưa đến cái mức mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà nó đến gần cái vùng màu đỏ nghĩa là trên 95% có lời. Dựa theo tài liệu từ Classno thuận sẽ chia sẻ thêm khi nào chúng ta đến gần cái vùng màu đỏ. Và bây giờ đó chúng ta chuyển qua để mà nói tới cái update danh một đầu tư của thuận như thế nào thì trước đây đã thuận update mỗi hai tuần các bạn nhưng mà thật ra gần đây đã chiến lược cũng như vậy cho nên thuận cũng không muốn update liên tục mà khoảng chừng là mỗi 3 tuần hay một tháng thuận update một lần và cũng không bị thay đổi trong vòng 3 tuần qua đây thì thuận tiếp tục trung bình giá bitcoin hiện tại và chúng ta cũng đã thấy là về crypto đó thì bitcoin là cái đồng mà chiếm phần trăm lớn nhất 73.86% các bạn Trí đó, đó đồng chiếm phần trăm lớn thứ nhì vẫn là Ethereum ở mức là 18.85% và đương nhiên cái phần trăm nó lên xuống này ra là tại vì giá lên xuống chứ còn bản thân thuận nó thì vẫn tiếp tục chung mình giá Bitcoin không có bán à, những cái all sao hết các bạn và các bạn cũng thấy được kế đó chúng ta có một số đồng có cái phần trăm nhỏ hơn như là BNB đã chiếm 0.14% Chúng ta có Cardano chiếm 1.39%, chúng ta có XRP chiếm 1.16%, chúng ta có ma được chiếm 0.13%, Dogecoin thì không tới 1% các bạn, 0.9% mà thôi. Solana thì chiếm phần trăm nhiều hơn là 2.68%. Avax link và dot phần trăm bằng nhau các bạn, nghĩa là 0.18%. Chúng ta có một số đồng khác rất là nhỏ các bạn và có nhiều đồng có phần trăm cực kỳ nhỏ cho nên thường sẽ gom lại ở trong cái phần orders và nó chiếm 0.35%. Cái phần trăm này đã cũng không khác biệt nhiều so với lại cái đợt chia sẻ đầu tháng và chiến lược đó thì cũng như vậy các bạn thường vẫn tiếp tục chung mình giá Bitcoin hiện bây giờ và crypto đó thì vẫn chiếm phần trăm lớn nhất trong danh mục đầu tư của Thuận. Crypto bây giờ chiếm đã gần 60% rồi các bạn, 59.4% hiện bây giờ tiền mặt đó thì chỉ còn có 2.44% mà thôi các bạn và cổ phiếu đó thì vẫn là phần rất là ít chỉ có 4.5% và phần còn lại đó khoảng 3-4% là bất động sản và những tài sản khác chủ yếu đó là những hợp đồng đầu tư các bạn và cái căn nhà thuận cho mướn nhưng mà cái mà thuận muốn các bạn hiểu ở đây đó Lý do tại sao Thuận chia sẻ cập nhật này Nhưng mà nào mà theo cái kênh nhiều năm thì cũng đã biết rồi Thứ nhất là Thuận muốn có cái sự rõ ràng với các bạn Khi mà Thuận chia sẻ về Bitcoin, về Ether hay là bất cứ đồng nào đó, Thì các bạn cũng nên biết là bạn thân Thuận đang lưu trữ đồng nào Thuận đang lưu trữ Bitcoin rất là nhiều và các bạn cũng thấy được là crypto là cái phần lớn nhất trong tài sản của Thuận thì đương nhiên Thuận sẽ là một người rất tin tưởng như crypto các bạn cho nên khi các bạn nghe thông tin từ Thuận các bạn cũng nên hiểu được là bản thân Thuận đang lưu trữ cái gì nó có cái sự rõ ràng hơn thứ hai nữa là Thuận muốn lưu lại cái quá trình đầu tư kênh này ra Thuận không muốn nó chỉ là một kênh chia sẻ tin tức mà thôi các bạn nó giống như là một cái nhật ký đầu tư Thuận chia sẻ với các bạn hàng ngày à, có thể là Thuận có những cái lựa chọn đúng và có lời nhiều thì đó là tốt các bạn nếu như mà Thuận thất bại thì ít nhất các bạn cũng có thể rút được những cái kinh nghiệm cho nên thuận muốn có một cái sự rõ ràng ở đây và đương nhiên đây là cái danh mục đầu tư của thuận mà thôi mỗi bạn sẽ mỗi khác tại vì sẽ có mỗi cái thời gian nhu cầu và vị thế đầu tư khác nhau và một đồng mà thuận đầu tư đó cũng không nghĩa là bạn nên đầu tư một đồng mà thuận không đầu tư cũng không có nghĩa đồng đó là xấu các bạn chỉ là đây là những đồng mà thường đã đầu tư và thường tiếp tục đầu tư mà thôi thường có thời gian và cái tài nguyên có hạn và đây những đồng mà thường lựa chọn chứ không có nghĩa là những đồng mà các bạn phải đầu tư theo mỗi bạn sẽ có mỗi cái sở thích và lòng tin khác nhau về mỗi cái đồng và cái phần tổng đầu tư cũng như vậy thuận lưu trữ chỉ có hai phần trăm tiền mặt thì không có nghĩa là bạn cũng nên lưu trữ hai phần trăm tiền mặt tại vì cái phần hai phần trăm này đó thì thuận cũng đã tính toán nếu như mà tình hình chở xấu đi hai phần trăm này cũng đã đủ để thuận có thể suy sở và làm như mà thuận cần làm nên mỗi người sẽ mỗi khác Và hiện bây giờ đó thì Thuận đang rất là nặng về crypto các bạn Và cũng có rất nhiều lần Thuận nặng về crypto Nhưng mà những ai nào mà theo dõi kênh lâu năm Nó cũng sẽ biết là cái mức mà Thuận thích Là cái mức mà như chúng ta trở lại những năm như là năm 2020 các bạn Khi mà cái phần trăm crypto nó cân bằng hơn Cái mà Thuận thích đó chính là phần trăm crypto Nó đâu đó khoảng chừng là 1 phần 3 tài sản của Thuận Cổ phiếu là 1 phần 3, bất động sản là 1 phần 3 Nhưng mà Thuận vẫn chưa có thể là điều chỉnh được các bạn Ngay từ đến bây giờ Thuận vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi tình hình của crypto ra sao nhưng mà có một số những quy định thùng muốn chia sẻ với các bạn thứ nhất là đừng tin ai các bạn các bạn thường xuyên theo dõi kênh thì các bạn cũng đã thấy là có rất là nhiều người đó họ nói một đường nhưng mà họ làm một nẻo và ngay cả những người mà không phải cố định gạt các bạn cũng chưa chắc là lời khuyên của họ đã đúng rồi cho nên nhiều khi họ thật sự muốn giúp các bạn nhưng mà họ lại đi sai hướng các bạn tin họ các bạn cũng sẽ dẫn đến bị thua lỗ cho nên đừng tương lai hết và đó đi chung với lại tự tìm hiểu các bạn Bây giờ đã là năm 2024 rồi các bạn Google thông tin gì cũng có Tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có Hồi năm 2016-17 đó Thì đừng nói đến tiếng Việt các bạn Mà tiếng Anh cũng có rất là ít thông tin Bây giờ các bạn có thể tìm hiểu bất cứ một dự án nào Các bạn có thể đọc white paper Các bạn có thể xem video Cho nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn Và đương nhiên tự giữ crypto nếu như mà các bạn đã trải qua năm 2022 đó những công ty mà chúng ta không thể tưởng tượng được đã phá sản như là chúng ta nói tới Celsius, chúng ta nói tới BlockFi, chúng ta nói tới Voyager, FTX thì các bạn cũng hiểu tại sao mà nên tự giữ crypto. Và nhớ chúc lời, các bạn không chúc lời, người khác sẽ chúc lời giùm các bạn. Phân bổ vốn, đây là một trong những tiêu chí mà tôi nghĩ là rất rõ ràng thông qua nhiều video của Thuận rồi không vay mượn cái bàn đầu tư đó đã căng thẳng rồi các bạn vay mượn đầu tư là sẽ càng căng thẳng hơn nữa và zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh đây là cái kết cấu danh mục đầu tư của thuận nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới cái danh mục account demo trên Google đây là danh mục mà thuận với các bạn đã cùng tạo ra cách đây khoảng chừng là hai năm các bạn hồi năm 2022 thì lý do tại sao chúng ta tạo ra danh mục đầu tư này tại vì thuận muốn cho các bạn thấy là cái kết quả của trung bình giá dài hạn ra sao thì các bạn cũng đã thấy là chúng ta đã tạo cái danh này chúng ta đầu tư vào Bitcoin và Ether thôi Tại vì thường muốn có một cái sự đơn giản các bạn Một tuần đó chúng ta đầu tư 100 đô và Bitcoin 100 đô và Ether Trong danh mục account demo này Thì các bạn cũng đã thấy được là ngay bây giờ đã phần trăm có lời là 74.8% Chúng ta đang cộng lời là con số này các bạn Sau khoảng chừng là 2 năm trung bình giá Và phần lớn đó các bạn thấy được là đến từ Bitcoin là 112% trong vòng 2 năm qua Còn về Ethereum thì đáng tiếc đã đi rất là chậm các bạn Vẫn có lời nhưng mà chúng ta có lời là 37.2% thì cái mà các bạn nên hiểu đây đó là chúng ta trung bình giá dài hạn đó là một cách để các bạn có thể giảm đi rủi ro khi mà giá lên xuống bất thường nếu các bạn đầu tư một con số lớn các bạn thấy được là danh mục này bây giờ đã có cái số tiền là khoảng 44.700 đô thì nếu các bạn đầu tư 44.700 đô thì các bạn có thể là không có dám đầu tư tại vì không biết là lúc nào giá lên giá xuống lợi như đầu tư rồi đó, thì giá lại xuống mạnh thì sao nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta trung bình giá dài hạn tuần này qua tuần nọ thì nó sẽ có một cái mức giá trung bình và khi chúng ta nói tới cái phần trăm có lời là 74.8% đó là cái phần trăm có lời này nó áp dụng cho toàn bộ cái số tiền đầu tư số tiền đầu tư đó thì sẽ càng nhiều nếu như mà thời gian đầu tư chúng ta càng lâu thì cái phần trăm này đã quy ra đồng đô la sẽ rất là nhiều đó là cái sự khác biệt các bạn khi mà nói tới phần trăm có lời DCA đó có nghĩa là chúng ta nói tới là cái phần trăm có lời cho toàn bộ danh mục chứ không phải là một lệnh hay là một phần của cái account đó quy ra đô la nó sẽ rất là nhiều và các bạn thấy được là chỉ 100 đô và bình không trăm ether thì chúng ta đã có con số là 44.744 đô sau 2 năm các bạn và cái phần có lời đó là 19 100 44 đô trong con số này. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đương nhiên cùng nhau trung bình giá BTC và trung bình giá Ethereum. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá 100 đô bình Bitcoin các bạn thì ở cái mức giá hiện tại đó chính là 63.690 thì chúng ta sẽ mua được là 0.0015 BTC thông sẽ bấm a transaction. Và đương nhiên các bạn cũng đã thấy được là trung bình giá dài hạn nên thì chúng ta sẽ có lợi nhất là khi mà giá xuống không phải là lúc giá lên cho bạn tại vì khi mà giá tăng đó thì 100 đô đó các bạn có thể mua được ít bịch thôi hơn khi mà giá xuống các bạn sẽ mua được nhiều bit hơn cho nên khi mà đầu tư dài hạn nên chúng ta muốn có thời gian giá mức thấp dài sẽ có lợi hơn và chúng ta sẽ làm điều tương tự đối với là TWIM ở mức là 2606 đô chúng ta có thể mua được là không chấm 0383 Ethereum Thuận sẽ bấm vào Add Transaction Thì coi như ta cũng đã chung mình giá xong cho account một tuần này Tuần sau chúng ta lại sẽ trở lại xem coi tình hình như thế nào Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, BinX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.